là 9 giờ tối ngày 24 tháng 1, tức là ngày rằm tháng chạp âm lịch. Chúng tôi vẫn đang ở đây, vẫn đang chuẩn bị một chuyến hàng đi lên Lào Cai ạ. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay mình không quay vào ban ngày mà bây giờ là buổi tối, và hiện tại giờ này là 8 giờ tối và bên mình vừa hoàn thành xong một đơn hàng dự án máy cắt tỉa cành trên cao thương hiệu Sumo với model là KD520. Đơn hàng dự án này thì bên mình sẽ bao gồm là 372 máy sẽ ship về tỉnh Lào Cai và để kịp bàn giao cho bà con trước dịp Tết Nguyên Đán. Và toàn bộ sản phẩm ở đây thì đã được Vinmark kiểm tra, đóng gói rất là cẩn thận, và ngay sau đây hãy cùng mình khám phá trong một thùng này có gì nhá. Đây là một thùng hoàn chỉnh của sản phẩm với Sumo KD520 thì động cơ sẽ là động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Bàn giao về đến tỉnh Lào Cai thì bên dự án sẽ có đơn vị kỹ thuật để hỗ trợ bà con cách sử dụng máy làm sao cho đúng, và bình nhiên liệu sẽ nằm ở bên phía dưới. Đây là động cơ, đây là Sumo KD520, công nghệ của Nhật Bản. Máy thì rất là bền. Sản phẩm này thì nó sẽ rất là phù hợp với gói thầu cũng như là chất lượng về sản phẩm. Như lúc đầu mình có giới thiệu với mọi người, đây là chọn bộ cắt tỉa cành nên là không thể nào mà thiếu được đầu tỉa cành ở trên cao. Có phần cần này, và toàn bộ sẽ nằm ở trong đây hết, từ phụ kiện, dây đeo đến bình pha nhiên liệu, lưỡi cắt. Có kèm theo lưỡi cắt cỏ cho bà con để bà con tiện sử dụng, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Có thể là cắt cành này, cắt tỉa cành trên cao hoặc là sử dụng để cắt cỏ. 372 máy thì Vinmark vừa mới kiểm tra xong, đóng gói để đợi xe đến lấy. Ngày mai, trưa ngày mai thôi thì sẽ về đến Lào Cai và sẽ bàn giao cho đơn vị, và đơn vị sẽ bàn giao lại cho bà con nông dân. Một đơn hàng khởi đầu của đầu năm. Cũng cảm ơn rất là nhiều các đơn vị đã hợp tác với Vinmark, đã đồng hành, đã tin tưởng để cho Vinmark đảm nhiệm dự án này. Nếu quý vị và các bạn cần các sản phẩm về nông nghiệp, về thực phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Vinmark theo số hotline 024 38 38 3456, hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài ra, để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất thì trên màn hình đang có hiển thị số hotline của các bạn thuộc phòng kinh doanh, thì mọi người có thể liên hệ đến đấy để các bạn hỗ trợ mọi người một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.